Mới đây, lực lượng tuần tra vùng 5 Hải quân đã phát hiện bắt 5 xà lan cùng 9 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Cụ thể, rạng sáng ngày 10 tháng 6, trạm radar 620, tiểu đoàn 551, vùng 5 Hải quân đã phát hiện 3 xà lan đi từ vùng biển Campuchia về Việt Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân đã điều tàu 997 và cano 111 thuộc lữ đoàn 127 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngăn chặn nhập cảnh trái phép tại khu vực này, phối hợp với cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Gành Dầu, bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang nhanh chóng tiếp cận xà lan. Đồng thời yêu cầu các phương tiện này di chuyển về khu neo đậu. Tiếp tục phát hiện 2 xà lan khác, hành trình từ vùng biển Campuchia về Việt Nam. Cán bộ chiến sĩ vùng Nam Hải quân và đồn biên phòng Gành Dầu đã khẩn trương cơ động vây bắt. Qua điều tra nhanh, 5 phương tiện nói trên có 9 người, tất cả đều không có giấy tờ hoạt động. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, đưa người đi cách ly y tế theo quy định và tiếp tục điều tra làm rõ.